Cô xin chào tất cả các em Hôm nay cô rất vui khi được cùng các em đến với môn học tiếng Việt lớp 2 Bộ sách Chân trời sáng tạo Trước khi vào bài học, cô trò mình cùng khởi động qua một bài hát nhé Các em hãy lắng nghe lời bài hát và cùng vỗ tay theo nhịp của bài hát nhé Mời các em cùng xem video Các em vừa xem xong video rồi, em nào có thể cho cô biết trong lời bài hát nói đến những ai nào? À đúng rồi, trong lời bài hát có nhắc đến ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, ba, má, em Đó là những người thân trong gia đình của em Tiết học ngày hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu mối quan hệ giữa các người thân trong gia đình qua bài Bu Thiếp Tiết 3 mở rộng vốn từ về gia đình tiếp theo. Các em hãy cùng mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 1 trang 63 nhé. Đầu tiên cô và các em cùng nhau đi vào phần 1 luyện từ để bổ sung thêm vốn từ ngữ của các em được phong phú hơn nhé. Các em cùng quan sát trên màn hình. Các em hãy cùng cô đọc yêu cầu của bài tập 3. Tìm từ ngữ chỉ người thân và xếp vào hai nhóm. Trên màn hình của cô có hai nhóm chỉ người thân, nhóm bên trái là họ nội, nhóm bên phải là họ ngoại. Thế các em có hiểu vì sao được gọi là họ nội và vì sao được gọi là họ ngoại không nào? Cùng lắng nghe cô giải thích nhé. Họ nội là những người thân họ hàng bên cha, ví dụ như là ông nội, Họ ngoại là những người thân họ hàng bên mẹ ví dụ như là ông ngoại. Bây giờ các em hãy bấm dừng video suy nghĩ để tìm từ chỉ người thân xếp vào hai nhóm rồi cùng chia sẻ trước lớp nhé cô nhận thấy rằng các em tìm được rất nhiều từ chúng ta hãy cùng nhau sắp xếp lại các từ cho phù hợp với yêu cầu của bài tập nhé họ nội gồm những người thân nào các em cùng quan sát trên màn hình và lắng nghe cô giải thích nhé ông nội bà nội là người sinh ra ai à đúng rồi ông nội bà nội là người sinh ra ba ngoài ba ông nội bà nội còn sinh ra những người con nào nữa à đúng rồi ông nội bà nội còn sinh ra anh trai của ba được gọi là bác chị gái của ba được gọi là bác cô là em gái của ba chú là em trai của ba cô giải thích thêm với các bạn là ở miền nam thì chị gái của ba còn được gọi là cô Bây giờ các em hãy bấm dừng video và đọc lại từ chỉ họ nội nhé. Các em đã biết được các từ chỉ người thân của họ nội rồi. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em thêm một số từ nữa cũng chỉ người thân bên họ nội. Thím là vợ của chú. Dượng là chồng của cô. Anh họ, chị họ là con của bác. Em họ là con của cô hoặc chú. Các em đã biết được các từ bên họ nội rồi, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một số từ chỉ người thân bên họ ngoại nhé. Họ ngoại gồm những người thân nào? Các em cùng chú ý quan sát và lắng nghe. ông ngoại bà ngoại là người sinh ra ai à đúng rồi ông ngoại bà ngoại là người sinh ra mẹ thế ông ngoại bà ngoại còn sinh ra những người con nào nữa à đúng rồi ông bà ngoại còn sinh ra anh trai của mẹ được gọi là bác chị gái của mẹ cũng được gọi là bác em gái của mẹ gọi là gì và em trai của mẹ gọi là cậu. Cô giải thích thêm với các bạn là ở miền Nam thì anh trai của mẹ được gọi là cậu và chị gái của mẹ thì được gọi là gì? Bây giờ các em hãy bấm dừng video và đọc lại từ chỉ họ ngoại nhé. các em đã biết được một số từ ngữ chỉ người thân bên họ ngoại rồi bây giờ cô giới thiệu thêm với các em một số từ ngữ cũng chỉ người thân bên họ ngoại nhé các em quan sát trên màn hình mợ là vợ của cậu dượng là chồng của dì anh họ chị họ là con của bác anh chị của mẹ em họ là con của cậu hoặc dì là em của mẹ Hoạt động luyện từ đã giúp các em bổ sung thêm vốn kiến thức cho mình về họ nội, họ ngoại. Để giúp các em vận dụng những từ ngữ vừa tìm được vào đặt câu, cô trò mình cùng bước sang hoạt động tiếp theo của tiết học, hai luyện câu. Các em hãy cùng cô đọc yêu cầu bài tập 4, đặt một hai câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Với yêu cầu này các em chọn ít nhất một từ ngữ trong bài tập 3 để đặt câu. Các em có thể đặt câu theo mẫu ai là gì để giới thiệu về người thân của mình. Các em hãy quan sát và đọc lại các từ mà các em vừa tìm được ở bài tập 3, lựa chọn từ để đặt câu và chia sẻ trước lớp nhé. Cô nhận thấy là các em nói được rất là nhiều câu hay. Bây giờ các em hãy xem cô hướng dẫn cách viết câu nhé. Trong yêu cầu này với từ bà ngoại, cô đặt được câu như sau. Bà ngoại là người nấu ăn rất ngon. Câu này có từ nào mà em đã tìm được ở bài tập 3? À đúng rồi, đó là từ bà ngoại. Các em quan sát thấy chữ cái đầu câu cô viết như thế nào? À chữ cái đầu câu cô viết hoa và cuối câu cô có ghi dấu chấm. Các em hãy bấm dừng video và suy nghĩ để viết câu vào vở của mình theo yêu cầu bài tập này nhé. Cô lưu ý với các em là khi viết câu các em phải viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu viết dấu chấm. Các em đã viết được câu cho mình rồi phải không nào? Hãy chụp hình bài và gửi cho cô nhé. Bây giờ các em hãy cùng xem cô giới thiệu thêm một số câu gợi ý nhé. Câu thứ nhất: Chú em là kỹ sư xây dựng. Trong câu này có từ chú là từ mà em vừa tìm được ở bài tập 3. Câu này được viết theo mẫu ai là gì? Câu thứ hai. Vì Mai là em gái của mẹ em. Trong câu này có từ gì là từ em vừa tìm được ở bài tập 3? Câu này cũng được viết theo mẫu ai là gì. Các em cùng quan sát và đối chiếu với phần viết câu của mình xem đầu câu các em đã viết hoa và cuối câu có ghi dấu chấm chưa nhé. Các em hãy đọc lại các câu trên màn hình một lần nữa cho cô nào. Tiết học tiếng Việt hôm nay đã cung cấp cho các em thêm một số kiến thức từ ngữ về gia đình và các em đã biết dùng từ để viết câu rất hay. Cô nhận thấy rằng các em học tập rất tốt. Các em hãy luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc những người thân trong gia đình của mình nhé. Giờ học hôm nay kết thúc rồi. Cô chúc các em luôn khỏe mạnh, thực hiện tốt thông điệp 5K. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở những giờ học sau.